Hello mọi người ơi. Xin chào. Chị ơi, làm món gì ngon từ trái bơ đi chị. À, làm món gì ngon từ trái bơ hả? Dễ thôi. Vậy bây giờ phải cần đi siêu thị Vinpa để mua thêm đồ nha. Let's go. Rồi, trước tiên mình sẽ lấy cái giỏ trước có bơ rồi nè. Hôm nay vậy thì mình sẽ làm món trà bơ. Trà bơ thì để mà lên hết vị bơ, bởi vì vị bơ nó cũng rất nhẹ nhàng đó. Mình sẽ lấy trà ô long lộc phát. À, và tiếp theo mình sẽ làm thêm kem muối, món là trà bơ kem muối. Vì vậy mình sẽ đi mua nguyên liệu kem muối nha. Rồi, nguyên liệu bây giờ chúng ta sẽ lựa nguyên liệu để làm được phần kem muối, kem macchiato thật là ngon nha. Thì trong thành phần sẽ có bột béo bi quan. À, tiếp theo nữa mình sẽ có bột frappi để làm chậm quá trình tách nước. Tiếp theo nữa mình sẽ có muối vani, là muối chuyên dụng để làm các món kem muối, kem machi. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ cần sữa tươi, kem rít lùng và kem topping gold. Mời cả nhà theo Nhi nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy sữa tươi không đường. Tiếp theo nữa mình sẽ cần lấy kem béo, kem rít vàng. Kem rít vàng để mình có thể đánh bông, đặc hỗn hợp và giữ form. Rồi, tiếp theo nữa Nhi sẽ sử dụng thêm kem béo rít. Như vậy là đi một vòng mình đã đầy giỏ rồi nè. Như vậy là Nhi đã vừa lựa xong nguyên liệu để làm được món trà bơ kem muối. Và khi anh chị đến với siêu thị Vinpa cũng có thể lấy giỏ đi mua hàng giống như Nhi. Hoặc là mình, nếu mình chưa biết bắt đầu mua từ đâu, thì sẽ có đội ngũ tư vấn viên của Vinpa sẽ tư vấn một một cho mình để mình biết mua những sản phẩm đúng nha. Còn nếu mình vẫn chưa biết công thức là gì, chưa biết cách làm, thì mình sẽ đến phần 2 để được học về món trà bơ kem muối nha cả nhà. Và trên tay Nhi cũng đã có một món trà bơ kem muối rồi. Và món này có 3 lớp. Lớp thứ nhất là bơ, lớp thứ nhì là trà ô long và lớp thứ ba là kem muối. Và món này để uống ngon thì cần phải lắc đều lên trước khi uống. Bây giờ mình lắc đều nha. Đó, mình lắc đều rồi, bây giờ mình uống nha. Mình sẽ uống thử, nó ra một cái màu xanh bơ rất là đẹp này cả nhà. À, màu xanh bơ nha. Đó, nhìn cái ly này mát rượi luôn, màu xanh bơ mướt mượt mượt, rất là ngon. Bây giờ mình uống thử và cho cả nhà cảm nhận nha. Quá đã. Món này á, thơm, mùi thơm của trà ô long hòa quyện với mùi thơm tươi tự nhiên của trái bơ, béo béo, ngọt ngọt và có vị trà hài hòa, rất là ngon. 10 điểm. Quá ngon luôn rồi. Và quan trọng hơn hết là giá vốn không hề mắc, rất là rẻ thôi. Và mời cả nhà đến với phần cách làm món cũng như là giá vốn ở phần số 2 nha. Rồi, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn mình ủ cái trà ô long. Mình sẽ dùng ở đây là 100g. Rồi, trà này quá thơm luôn các anh chị, thơm ngon quá trời luôn. 100g trà ô long cho vào túi vải. Tiếp theo là mình sẽ rút dây buộc chặt. Và 100g này á, nếu mà mình ủ công thức nóng á, thì mình đổ vô đây giúp Nhi là 4 lít nước sôi luôn. 4 lít nước sôi là đủ cái lượng nước cho cái công thức này luôn. Còn nếu mình làm công thức lạnh thì mình chỉ cần đổ vào đây á, là 3 lít nước sôi. Ủ trà 20 phút xong đó, mình mới cho tiếp 1 kg đá bi để làm nguội. Thì làm nóng là cũng là 4 lít nước, nhưng mà là 4 lít nước sôi. Còn làm đá đó cũng 4 lít, nhưng mà trong đó sẽ có 3 lít nước sôi và 1 kg đá. Rồi, bây giờ ở đây á, là mình sẽ cho nước vào bình ha cả nhà ha. Tùy theo là mình làm công thức uống lạnh hay uống nóng. Nếu như mà uống nóng á, thì cho vào 4 lít luôn. Còn nếu như mà uống đá đó thì mình cho vào 3 lít trước nha. Rồi, bây giờ dầm. Mình sẽ dầm từ 15 cho tới 20 lần để nước nó ngấm tốt vào trà này. Thì tí nữa trà mình nó sẽ ra nước tốt hơn đó anh chị. Anh chị thấy mới đổ nước vô trà nó ra nước xanh màu đẹp đấy không? Vàng ngả xanh xanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp ha. Mình ủ nóng cái trà này trong vòng 20 phút. Sau khi mình ủ trà được 20 phút rồi, mở nắp ra, trời ơi quá là thơm luôn. Thơm mà nó thơm ngọt ngào, cái mùi trà đó ô long rất là tuyệt vời anh chị ha. Đó, mình dầm. Và lúc này nè, nó nở ra thành một cái túi lớn này, tại trà ô long nó nở dữ lắm này cả nhà. Rồi mình dầm tỉ một chút nha, mình dầm từ 20 đến 30 lần vào cái túi trà để cho đảm bảo á là cái nước trà trong túi nó ra hết luôn. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Đó, dầm 20 đến 30 lần vậy đó để trà nó ra hết luôn. Sau đó tiếp theo mình gấp cái đầu túi lên. Mình nhúng anh chị ha. Rồi, mình sẽ nhúng cho nước nó rớt ra.
cho nước cốt trà nó chảy xuống. Vừa nhúng vừa đủ để cho nước cốt trà nó chảy xuống để khi mình vắt á, cho nó hết nước trà ra. Sau đó mình quấn nè, mình quấn cái kẹp gấp mình vắt nè. Rồi sau khi mình vắt ráo nước xong rồi thì tiếp theo là mình cho muối vào, thì mình cho là 750 ml muối ăn vào để làm cho nước trà mình có muối sẵn á. Thì đến khi mình pha chế mình cho đường là đường ngọt thanh nha, khuấy đều lên. Thì ở đây là chúng ta thu được 3 lít chín cái nước gọi là nước trà ô long nóng. Còn nếu trường hợp anh chị làm công thức đá, công thức uống mát, thì ban đầu mình chỉ đổ vào đây là 3 lít nước sôi. Sau khi mình vào muối xong, mình sẽ cho thêm 1 ký đá bi để làm nguội trà. Đó, mình sẽ cho thêm 1 ký đá bi vào khuấy tan để làm nguội nhanh nước trà. Rồi mình khuấy tan hết, phần đá bi là mình được 3 lít chín nước. Thì nước trà này lúc này đã nguội rồi và mình dùng để làm công thức đá. Đây cái màu nước trà của mình nè, ở đây là do mình làm đậm. Bởi vì có kem muối mà mình không làm đậm thì uống nó không lên vị. Thành ra mình làm đậm, chứ còn nếu mà nó hơi nhạt một chút á, nó sẽ ra màu vàng ngà xanh xanh. Ở đây tuy là rất đậm nhưng mà nó vẫn đang là vàng ngà xanh xanh nha cả nhà. Rất là thơm và ngon luôn. Rồi, bây giờ như vậy là mình đã xong phần nước cốt trà rồi. Trà này nè, nếu như mà nóng á, mình đang ủ nóng mà mình để trong bình này á, thì mình dùng nó nhanh hư hơn. Trường hợp mình bảo quản mà muốn tốt nhất á, thì mình sẽ chiết ra những cái ca. Cái ca như thế này hoặc ca bình thủy tinh có nắp, mình để nhiệt độ thường mình dùng dần trong ngày. Bán không hết á, mình có thể bảo quản ngăn mát, dùng được từ 3 đến 5 ngày thì nước cốt trà vẫn còn ngon. Tuy nhiên ngon nhất á, sẽ trong vòng 1 ngày đầu nha. Rồi như vậy là phần hướng dẫn về nước cốt trà đã xong. Bây giờ mình đi đến phần tiếp theo. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ cho vào máy đánh 300 ml sữa tươi không đường nhé. Tiếp theo là mình cho 80 ml kem topping bay hoặc là mình cho whipping cream cũng được nhé. 80 ml kem topping bay hoặc là 80 ml whipping cream. Tiếp theo chúng ta cho 200 ml kem béo rich. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 30 ml muối vani. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 60 ml bột béo để tạo độ béo. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 20 ml bột flat. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 3 ml muối ăn để tạo thêm đủ cái độ mặn nhẹ nhẹ cho món này. 3 ml muối ăn nhé. Sau đó chúng ta cần phải trộn đều cái hỗn hợp, mình có thể dùng luôn cái lòng này này để trộn đều. Đây chúng ta trộn đều trước khi đánh nha. Rồi anh chị trộn cho đến khi nào mình cảm thấy là bột nó tan hết vào trong phần sữa, phần nước thì chúng ta đặt yêu cầu về phần trộn nhé. Bây giờ chúng ta lắp cái đầu đánh vào để đánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ có hai giai đoạn đánh. Giai đoạn 1 là chúng ta phải đánh cho bông cái kem lên, nên mình phải đánh cái mức mà mạnh nhất của máy cho đến khi nào mà thấy cái hỗn hợp kem nó đặc sền sệt gần giống như sữa đặc. Là như vậy là cái giai đoạn đánh bông đã hoàn thiện. Thì thường đối với cái máy như đang dùng á, thì như chỉ cần đánh từ 2 cho tới 3 phút thì cái hỗn hợp kem của như nó đã bông lên rồi nha. Rồi còn nếu trường hợp máy anh chị yếu thì mình đánh dài thời gian ra. Sau khi mình đã đánh được mạnh để cho nó bông được như là độ đặc của sữa đặc, thì sau đó chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 2. Đó chính là giai đoạn đánh nhẹ để phá bọt khí. Thì giai đoạn đánh nhẹ chúng ta cũng đánh từ 2 tới 3 phút, nhưng mà đánh ở mức nhẹ trung bình số 3 hoặc số 4 thôi. Của máy thôi, để mà mình có thể là đánh nhẹ cho nó phá tan những cái bọt khí, thì như vậy kem mình nó mới mịn màng, nó mới đẹp được nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ đánh bông 2 phút với mức mạnh nhất nhé. Rồi như vậy là Nhi vừa đánh 3 phút thì chúng ta có được một cái hỗn hợp nó sền sệt gần giống như sữa đặc thế này nè. Đấy, khi chúng ta đánh 3 phút thì nó được sền sệt vậy nè. Sền sệt giống như gần độ đặc của sữa đặc vậy đó cả nhà. Đấy, gần giống độ đặc của sữa đặc nha. Nhưng mà như vậy là dùng cũng được, tuy nhiên các anh chị nhìn nè, nó có cái độ không có mịn, đã thấy lợn cợn chưa? Chưa có được mịn và rất là nhiều cái lỗ bọt khí li ti.
Anh chị thấy tuy là cái độ sánh nó đạt yêu cầu, nhưng mà cái độ mịn nó chưa đạt yêu cầu, nó có rất nhiều những cái bong bóng bọt khí và nó chưa được mịn. Là đó là do mình mới đánh xong giai đoạn 1 là đánh bong 3 phút với mức mạnh nhất. Bây giờ nó đạt sệt sệt như sữa đặc nhưng mà chưa mịn, thì bây giờ chúng ta xử lý cái việc mịn. Chúng ta sẽ đánh đến mức số 3 là mức trung bình, đánh trong vòng khoảng 2 đến 3 phút cho nó mịn nha. À, chúng ta nhìn xem đi, cái độ nó mịn tới mức mà nó như da em bé và nó bóng lên luôn, mịn hơn da em bé và bóng cái bề mặt lên luôn. Rồi bây giờ Nhi sẽ bút lên cho chúng ta coi cái độ mịn nhé và độ đặc nhé. Độ mịn và độ đặc như thế này đây, rất là mịn. Nè, nhìn kỹ đi thì nó không có còn những cái bong bóng như lúc mà mình mới đánh 3 phút đầu. Tổng thời gian Nhi đánh là 6 phút nhé. Rồi như vậy là rất là dễ dàng để chúng ta có một phần kem macchiato béo béo, mặn mặn, thơm ngon như ý như ở các thương hiệu lớn nha. Nhiều khi còn ngon hơn nữa đó cả nhà. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta bảo quản là chúng ta sẽ rót vào những cái chai. Wow, hấp dẫn quá, thơm quá. Chúng ta rót vào những cái chai nhựa có nắp như thế này, và tất nhiên nhựa phải là loại tốt nhé, an toàn thực phẩm. Sau khi rót vào xong rồi thì chúng ta đậy nắp. Đậy nắp cho thật là kín nha. Thì thời gian bảo quản macchiato thì được khoảng 5 ngày. Khi nào chúng ta thấy chua, thấy cái vị nó không như ban đầu thì chúng ta đừng dùng nữa. Thường là khoảng 5 ngày thì macchiato hư. Tuy nhiên ngon nhất là trong vòng 2 đến 3 ngày đầu thôi. Vì vậy cả nhà mình lưu ý là chúng ta nên làm một lượng vừa đủ dùng trong ngày, dư một chút thì bán vào ngày hôm sau, chứ đừng làm dư nhiều quá. Rồi đồng thời macchiato của mình á, khi mà để ngăn mát lâu á, chúng ta lấy ra đó thì chúng ta thấy nó sẽ đặc hơn so với cái macchiato lúc mà mình mới làm. Thì với những trường hợp đó chúng ta có thể để cho đến khi nó hết mát á, thì nó sẽ quay về cái độ lỏng như ban đầu. Tuy nhiên nếu chúng ta cần dùng liền, cần xử lý ngay thì chúng ta cũng có thể thêm sữa tươi không đường vào. Ví dụ một chai này là 600ml mà mình để ngăn mát qua đêm cái nó đặc, thì chúng ta có thể thêm vào cái chai này nè. Mình đổ cái chai ra một cái tô, sau đó mình thêm khoảng 10 cho đến 15ml sữa tươi. Mình khuấy cho đến khi nào mình cảm thấy cái độ đặc của macchiato nó gần giống như là độ đặc của sữa đặc là mình có thể dùng được nhé. Như vậy thì để xử lý cái việc macchiato bị đặc quá do mình đánh nhiều quá hay là do mình để ngăn mát, thì mình có thể xử lý bằng sữa tươi trộn đều nó lên. Còn nếu lỏng quá thì chúng ta đánh thêm thời gian thôi, không có gì hết ha. Rồi như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong cách làm kem macchiato cũng như là cách bảo quản. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo là sơ chế bơ và xay sốt bơ. Quả bơ mình mua về thì mình rửa sạch cái vỏ đi, sau đó chúng ta bổ đôi, bỏ hạt, bỏ vỏ đi. Chúng ta lấy cái phần cơm của trái bơ để chúng ta đi xay chung với nước lọc ra phần sốt nha. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xay sốt bơ. Và chúng ta xay theo tỷ lệ là 1:1. Nếu mình dùng 200g bơ thì chúng ta sẽ dùng 200ml nước lọc. Rồi cho bơ và nước vào máy. Sau đó chúng ta bấm cái nút nhẹ và chúng ta xay từ 1 đến 2 phút cho đến khi nào bơ của mình nó sánh mịn. Và đặc biệt là tới đoạn này nếu ai mà không có máy thì đừng lo lắng nha. Chúng ta sẽ dùng bơ dầm. Chúng ta sẽ lấy cái chày, chúng ta dầm bơ ra và chúng ta sử dụng thì vẫn được luôn nha cả nhà. Rồi và sốt bơ của mình xay xong á, thì mình sẽ cho vào hộp, đậy nắp kín, bảo quản ngăn mát, sử dụng trong vòng từ 1 đến 2 ngày sẽ là ngon nhất. Bây giờ mời cả nhà cùng với Nhi ra ly để chúng ta thưởng thức thôi nào. Nhi sẽ hướng dẫn chúng ta ra ly 500ml. Chúng ta cần dùng 70ml sốt bơ tươi mà mình vừa mới xay. Sau đó chúng ta cần dùng thêm 25ml nước đường cho vị ngọt vừa. Nếu như chúng ta cần ngọt nhiều tăng thêm 5ml, ngọt ít giảm 5ml. Tiếp theo chúng ta cho đá tới vạch ly thứ nhất. Sau đó chúng ta rót nước trà. Đó, sau khi đó rót nước trà xong thì chúng ta điều chỉnh cho lượng đá và lượng trà tới được vạch ly thứ nhất. Tiếp theo mình cho 80ml kem macchiato hay còn gọi là kem muối cũng được lên trên cùng. Đó, như vậy là chúng ta đã có 3 lớp rất là đẹp mắt cho món trà ô long bơ kem muối. Và để thưởng thức món này thì chúng ta nên dập nắp ly lắc đều lên uống, hoặc là chúng ta dùng muỗng khuấy thật đều lên trước khi uống nha. Và bây giờ mời cả nhà đến với phần giá vốn. Món trà bơ kem muối làm bằng trà ô long Lộc Phát siêu thơm ngon,
thì giá vốn như sau. Phần trà ô long Lộc Phát mình dùng 150ml thì giá vốn là 1.200 đồng. Tuy là trà ô long thì giá nó hơi mắc hơn một chút so với những cái trà khác, nhưng mà mình dùng một cái lượng cũng không nhiều, và tính ra giá vốn một phần trà cho một ly chỉ có 1.200 thì cũng không quá mắc, đúng không cả nhà? Mà bơ á, thì nó hợp nhất với trà ô long đó, bởi vì là cái vị trà ô long á, nó nhẹ nhàng, nó rất phù hợp để lên cái vị bơ. Còn nếu mình dùng những cái trà thơm như lục trà lài rồi đó thì nó không hợp lắm, nó nghe cả nhà. Rồi, trà là 1.200, nước đường Hàn Quốc là 500 đồng, sốt bơ là 2.000 đồng. Và bơ ở đây là mình tính là mình mua bơ khoảng là 35-40 ngàn một ký đó nha. Kem Machi 80ml là 2.300, ly, tiền muỗng, tiền ống hút đem về là 1.300. Tổng giá vốn là chỉ có 7.500 thôi, 7.500 cho một ly trà ô long kem bơ. Như thế này thì không còn gì để nói, đúng không? Và quá ư là rẻ, thả một tim cho phần giá vốn rẻ nha. Và đặc biệt giá vốn 7.500 thì giá bán ra sẽ tùy thuộc vào nơi khu vực mình mở quán cũng như là mô hình. Mô hình xe đẩy khác, mô hình kiosk khác và mô hình quán lớn sân vườn cũng khác luôn nha. Còn ở cái địa điểm khu vực cũng khác nữa. Vì vậy để biết được giá bán phù hợp với khu vực nơi mình mở quán, chủ quán nên ghé đến cái địa điểm mặt bằng của mình, sau đó mình đi uống thử một vài quán và mình xem cái menu, mình khảo sát cái giá vốn ở khu vực và mình nên bán theo giá khu vực. Ví dụ mình muốn bán ở địa điểm A và quanh quanh khu vực đó thì đang bán trà sữa, cà phê hay là sinh tố giá khoảng 25-30 ngàn một ly thì mình cũng sẽ bán giá tương đương cho cái món trà ô long kem bơ này của mình, được không cả nhà? Vậy thì giá bán là không có giá bán chung mà sẽ khảo sát theo giá khu vực. Còn giá vốn chung chỉ có 7.500, giá vốn bình dân chất lượng cao cấp chỉ có thể là Vin 3.000. Vậy thì nếu cả nhà mình đang cần muốn mua nguyên liệu để làm món này, hãy comment mua nguyên liệu vào phía bên dưới để được hỗ trợ. Hoặc là mình muốn học chuyên sâu để mở quán, hãy comment học chuyên sâu vào phía bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhiều hơn nữa nha. Mình là Nhi Vin 3, giảng viên học viện pha chế Vin 3. Chúc tất cả chúng ta thực hiện món thành công để ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Follow Nhi để xem thêm nhiều video hữu ích nhé.